Yo và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Day Gaming. Và hôm nay mình sẽ quay trở lại với tựa game SnowRunner này cùng với team của mình nha các bạn. Thì hôm trước là tụi mình đã chơi một cái map tuyết rồi. Hôm nay mình sẽ quay trở lại cái map này. Tại vì do là đi tuyết nó hơi chậm chạp và nó hơi lề mề một xíu á. Cái map này là cái map mà mình đã chơi qua hai video rồi ha. Đây vẫn là cái map làng văn hóa với đồi cát như cũ thôi. Đợt trước thì mình lên đây rồi. Và đợt trước nữa thì mình có đi lên cái chỗ nhà kho này rồi. Thì bây giờ tụi mình sẽ đi qua cái chỗ cái này là cái làng á ta, nó nhỏ xíu trong này nè các bạn. Và cái đường hôm nay đi á, cực kỳ khó khăn luôn ha. Ở đây mình đi ra đây, mình sẽ ra cái con đường này và mình sẽ quẹo lên cái chỗ này. Tuy nhiên các bạn thấy thì trên bản đồ nó có rất là nhiều cái vách núi, vách đá rất là nhiều luôn. Đây, những con xe mình đi hôm nay là những con xe mà có thể leo được những cái vách đá này nhẹ nhẹ. Theo như mình thấy là vậy nhưng mà không biết là có đúng là vậy hay không ha. Đây. Thì mình đi một con F150 đời 2022 21-22. Cái bên đây ngoài cùng này là xe của Hòa. Con này là F150, không biết là phải F150 không, nhưng mà nói chung là cái mod trong này nó làm hơi giống giống á. Tại vì nó né bản quyền á các bạn. Xe này thì có độ bánh, có độ xích luôn nè. Mấy con đi xích một hồi là trượt chết luôn. Xe Hòa có cửa sổ trời nha các bạn. Đây, mỗi cửa sổ trời dành đầu. Xe mình thì không có cửa sổ trời, nhưng mà thời này ai xài cửa sổ trời nữa, nóng nắng chết luôn rồi, vừa tốn nhiên liệu rồi này kia nữa, hai đếp ha. Đây, còn cái bên xe nhỏ nhỏ chen vô giữa những cái con Ford này là cái con Jeep của Blue. Nhìn xe nhỏ nhưng mà cái đầu đèn nó gấu lắm các bạn, nó có hai cái mí mắt á. Nhìn cho những người mà bị thiếu mí. Xe này nó có hai cái bánh sơ cua phía sau nha các bạn. Nói chung là những con xe này đều là những con xe gầm cao máy thoáng ha. Và cuối cùng ở đây là mình có xe của Cù. Thì xe Cù giống như xe của Hoài đó, chỉ khác một cái là cái màu tem nó hơi khác thôi. Nhìn tem này là tem xước nhưng mà nhìn nó hơi cũ. Vẫn là bánh xích nữa. Ừ, mấy này đi bánh xích đi, đợi đấy. Đợi đấy. Đâu Blue, bạn nhúng thử Blue. Nãy tôi thấy bạn nhúng lên nhúng xuống á bạn, nhúng thử xem. Trời, không biết hai con kia nhúng được không ha. Sao không được bạn? Đây bây giờ mình sẽ đề máy cho các bạn nghe thử tiếng máy ha. Ui nó đã, nó ấm. Con này là máy V6 nha các bạn. Nhưng mà mình độ lên hình như máy V6 xịn hơn hay là V8 gì đó. 700 mấy mã nha. Đây mình cũng có chức năng chỉnh phục. Ơi trời, nhúng bạn nhúng vậy như bạn. Đố hàng kia nhúng được bạn ơi. Nhúng. Lên xuống. Ủa nhưng mà cái này nó cứng hơn. Xe mà luôn nhúng mềm dữ vậy. Rồi. Nhúng đã không? Về phần ngoại thất xe mình thì nó làm giống như là bản mới. Bây giờ nó cũng không có khác gì lắm, nó chỉ không có cái logo Ford thôi. Còn về bên trong nội thất thì đồng hồ điện tử các bạn. Đây nè các bạn nhìn nè, đó, cái vòng tua ha và tốc độ bên phải, rồi có báo nhiệt độ nước mát với lại nhiên liệu. Ngoài ra thì nó cũng hơi hơi giống, không có gì khác biệt lắm ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ lên đường luôn nha các bạn. Bây giờ qua đi trước đi qua. Rồi bắt đầu mình đi ra ngoài cái chỗ dốc bên kia. Đi qua ơi. Mời con xe màu đen đi trước, xong rồi tới con lùng lùng, rồi tới cái con mình đi cuối nha các bạn. Mình đi cuối để mình ghi hình là những khoảnh khắc đáng nhớ. Ê ê, con xe nó ảo vậy, nó chạy nhanh vậy. Nhanh lắm. Ôi lắm. Không mà các bạn biết sao không? Lên những cái này á, mà những người mà không có kinh nghiệm thì cũng lọt như thường thôi. À quên, mình cho các bạn xem thêm một cái nữa là cái phần đó các bạn thấy không? Cái trục tay lái của mình nó nhìn nó rất là thật luôn. Nó có một cái thanh ở dưới đó các bạn, nó kéo ra kéo vô nè. Không, đã chưa? Rồi đi nha. Đi lẹ bạn ơi. Đi cụ à, có dám tí lực rồi. Đó. Dạ cậu, nó xài đâu cậu? Xe mình nó chậm dữ người ta. Đếp ơi, em ngồi trên xe không? Đếp xuống xe, đếp ơi, nặng quá đếp ơi. Dung nhiên. Sao nó 4x4, hình như hồi nãy mình độ cái hộp số này là chuyên đi đường off-road với lại đường núi á các bạn. Thành ra là nó sẽ dành cái môn sắn cao hơn. Đổi lại là mình không chạy được tốc độ cao, cho nên là thôi kệ đi. Cái con xe dễ trâu các bạn. Ủa xe kèo chạy nhanh làm gì? Ừ. Té chết à. Nhưng mà bây giờ nè, bây giờ cần chạy nhanh xíu thôi. Nhưng mà tại mấy đứa chạy trâu đó, đó không? Chạy vô nhanh đó, đó, chạy nhanh vô. Tôi cũng phải vậy thôi. Em xin lật rồi. Để mình vô số 2. Thông cảm đi. À, nhanh hơn nha. Nhanh được chút nha. Đừng bị phải luôn anh cậu ơi. Ông em màu đen là em ạ. Ủa vậy hả? Cho quà lấy non như quà. Con này nó buông ra phát nó giật cái xe về liền luôn á. Tắt máy anh. Tôi chừng tắt máy nha quà. Chắc hôm nay quà bị tắt máy hơi nhiều gì. Em lên giống tắt máy hơi nhiều nha anh. Thế nên em tắt. Đây cái đường này là cái hồ này là hôm bữa trước tụi mình đi nè các bạn. Nhưng mà thay vì mình đi thẳng thì bây giờ mình sẽ quẹo bên phải ha. Ủa con xe mà đỏ đằng sau em là cũ á. Đâu, ừ đúng rồi cũ á.
Mọi người lên trước. Con xe mà nó nhấp nhám, nó xước xước, nó có cái tem số 6 quá bạn. À. Không ai khác, đó chính là Cù. Ôi, ôi, mấy cái dốc này của nó là nó qua đơn giản luôn á. Lúc này thì chứ. Đã không đẹp, đã không đẹp. Lương mấy người không có game. Con này thì hiện tại là nó chỉ bật deep lock thôi nha các bạn, nó không có bật on wheel ha. Nào mà mình con nó lên mình mới bật on wheel. Em có ngã hay kìa. Ủa gì vậy? Chưa ngã mày. Tao nói cái đồ đó hơi khoai thôi. Chứ phải không? Phải không? À với những cái đường mình định nói các bạn. Với những cái đường mà nó gồ như thế này á, các bạn không có nên mà mình đi sát vô bên cái lằn này ha, tại vì nó sẽ cả cái gầm xe của mình á. Đi quá. Cù ơi, con này gầm thấp hơn cù. Nó không ngại mà không xài. Nâng phuộc lên. Chắc gì hai xe trước đã có. Nhúng nhúng. Đã. Con này hiệu gì anh? Hiệu cáo em ơi. Ủa sao quả nó lọt xuống dưới đó ghê vậy? Cố lên. Không quả. Cố lên. Sao em không phóng cái đường này đâu quả? Em đừng có vô cái bể đá nhiều quá. Mình hai cậu mà quả. Em đang bị kẹt khúc này. Chứ mấy con này. Rồi nằm dưới đó luôn, không lùi lên được các bạn. Anh nghĩ xem nó khỏe lùi lên phát bao đầu cùng luôn. Trời, cái gì vậy? Chơi kém vậy? Nó đi á. Mà chơi kỳ cục vậy. Chị lo em đi quà. Trời ơi, cụ ơi. Cái đầu cụ cắm thẳng vô cục đá luôn. Bình tĩnh, nhớ cục đá. Được không cụ? Chào cụ. Thôi cụ, em nằm nó đi cụ, em nằm nó làm cái bệ cho em đi qua đi cụ, cũng được á cụ. Nhớ cục đá. Lùi. Đức vua là cũng có đức vua đít, đức vua đáp đúng không? Lùi. Thấy không? Ta qua rất là nhẹ nhàng. Người có kinh nghiệm là người ta qua rất là nhẹ nhàng. Ừ, ok. Chóng mắt rồi. Đừng có hút em cùng. Đó, mình cần phải lùi thêm một miếng nữa. Rồi. Nè mấy bạn đâu vậy mấy bạn? Lùng lên được đó mấy bạn. Rồi. Cái gì em? Vua là phải vậy. Rồi, xe là một phần thôi, một phần còn lại là do người lái. Người ta qua rất là nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Ở gian quỷ qua nó kém lên được luôn kìa. Không, cái đó không phải em mà. Cái đó là có một con xe yếu. Con xe yếu chỉ có người lái tồi. Quả cần kéo quá. Để anh kéo cho quả ơi, xe anh khỏe lắm quả ơi. Sao mình cũng là họ hàng nhau mà. Được không quả? Chính chung nhà mà. Rồi, nói dây vô đi. Quả ơi, té nghe em đâu gì. Quả nói dây vô anh đi quả. Để xí. Bình tĩnh. Tại anh không có thể nói dây được. Nghe vô lý gì? Ờ tại vì cái hệ thống lúc mà xài vô lăng bấm vô nó bị nó không có hiển thị ra cái vết để bấm vô á. Nó hơi ngu quá. Qua qua qua, anh bên này nè quà ơi. Quà anh kéo. Hello. Quà anh kéo cái cây cũng đã rồi. Mình đứng đây mình đợi nó luôn á mà nó đi kéo cái cây luôn á, tức không? À bình tĩnh á. Hết giá trị là vô. Em phải kéo vô anh kéo lên đi được. Đi quỷ lùng đi. Đi trước rồi chị kéo cù cho cù. Ủa nãy giờ em không bật on wheel hả? Ờ, ai biết em. Đâu để cho đứng phuộc lên đi đã. Ồ, đá nữa kìa. Đây là bên tôi đi trước cho luôn. Mình có cái đứng phuộc làm gì vậy? Cái xe của bà Lu á các bạn là xe để chuyên dành cho đi mấy cái địa hình này luôn. Nhưng mà mình xin rút lại lời nói là xe thì chuyên dành cho địa hình nhưng mà người người này là không bao giờ đi địa hình, không có chuyên nhịch cho địa hình. Người này đi đi đường trường không ạ? Nói cái dây đằng sau đít vậy? Bà lưu á. Từ qua kẹt xe quá. Không, ta lên giúp một rồi, này giúp một. Xe quá nhìn non rồi bê quá à, thiệt luôn á. Dài mà nó kiểu nó không dính đường nè. Vậy. Lên luôn. Đúng rồi, lên. Không, nên mình nói các bạn này đường từ quá, đừng. Đường này nó gắt lắm các bạn. Nó đá không à, đường này tụi mình đã đi khảo sát trước rồi. Rồi bá lớn, bá lạnh kìa. Gì vậy? Chị ơi, sao chị lại cắm ngang đây? Đúng rồi. Từ nha, nó hơi bị dướng nha. Nó nghe cái tiếng nó kêu như cái tiếng mũi kêu không? Có một cái tiếng nó vo ve.
Cảm ơn bé Cù nha. Rồi. Trời vậy mà cũng lật được hay thiệt. Kéo cái đít bả xuống á. Sao cụ không kéo cái đít bả lùi xuống á cụ? Hình như xe bình luôn hay xe gì nghe cái tiếng nó vo ve nghe nó. Nghe tôi á. Ờ nghe cái bả mà. Nghe tiếng vo ve như con muỗi nó bay vậy á. Đập. Thì nó muốn đập cái bẹp con cái ghê luôn vậy á. Bẹp. Cái dốc này gắt vậy? Gắt lắm. Gắt vậy? Xe tôi nó lọt vô. Trời má ơi. Nhưng mà đi. Nhưng mà cù nó leo cái một kìa. Ông vừa qua chỗ này ông sẽ thấy cái chuyện nó kinh dị lắm chứ à. Rồi đợi cù qua cái đã. Tại vì nó có bánh xích đó bạn. Không bạn, bánh xích nó trượt thêm á bạn. Đâu chỗ đó cần bánh xích bạn. Bánh xích đi đi đường tuyết với lại đường tuyết. Bùng thôi chứ đi đường đá hay đi bánh chỗ xích má, bánh xích nó trượt chết luôn á. Rồi. Rồi. Bánh xích đi đường đá nó nhá lửa luôn. Ừ, bánh xích nó quay quay một hồi nó đâu có độ bám đâu. Tao nói mày thấy vậy chứ nó khó lắm á. Cố lên cù. Cù quá được rồi, cù quá được rồi. Miếng ga nữa. Rồi, rồi. Rồi, ngã xe luôn. Đó. Rồi xong. Thôi đi anh. Nè, 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 có ổng rồi. Dễ. Em biết những người có kinh nghiệm, những người không kinh nghiệm nó khác nhau cái gì không? Khác nhau cái việc là sao sen cùng nó lôi lôi nó kỳ kỳ vậy? Bị lôi em trước anh. Tự qua anh bị dướng một cái. Lôi nào nó tự lôi á mày. Thấy không? Lôi vậy rồi còn gì là xe nữa. Trời ơi. Rồi. Đừng lo nó cùng bỏ đi cùng để. Em phải tự lực cánh sinh nó cùng. Em phải tự lực cánh sinh em bật ngửa lại cùng. 2 3 bật ngửa. Đâu. Giờ nó chỉ là ngửa một xíu là nó lọc xuống dưới luôn á. Sao vậy Hòa? Nó không có dính được. Anh leo qua dễ lắm luôn á Hòa. Anh nói rồi, gắn bánh xích làm cái gì? Em biết rồi, đợi đại. Rồi, xong rồi cô. Rồi, xong rồi em thôi. Được, 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 được. Ê, cụ để nói cho cụ. Buông buông dây ra để nói cho cụ chứ. Xong nói cụ được. Được. Ta lo gì luôn. Buông ra đi luôn, buông ra đi luôn. Lú, lú, mà kéo cho chết. Lú, lú. Lú. Buông ra. Hai chị em bà đi luôn á. Đâu rồi, mới nói cụ đâu rồi, từ qua. Mới nói nè, mới nói cụ. Ờ đúng rồi, kéo đi cụ. Đó. Thấy không? Trời. Treo. Ủa cụ bị gì vậy? Đúng cụ. Để đi trước cho cụ, để đi trước cho cụ. Được anh, được anh. Tắt mở máy rồi. Rồi, được, được, được. Nhồi. Lôi nhồi. Nhồi vô dữ vô. Con này đẹp quá. Cộng với cái màu này nó quá đẹp luôn. Nhưng nó không có chữ phò anh. Cái mỏm đá này nó gắt dữ vậy. Nó gắt lắm. Cái mỏm đá này nó gắt thực sự luôn á. Mình đi mình chậm chậm mình nhìn đời đồ chứ đâu phải như mấy cái chai này đâu. Rồi sao bạn luôn lên được. Anh này đẩy đít em được. Không em ơi. Không bé ơi, đẩy đít là mất xe anh bé ơi. Ai ép vô. Ủa cái gì ai nói vậy? Không cần mày. Rồi lên đi. Lên quá, cẩu chưa lên. Kéo tay lại cái đã. Tính ra là bà lăn hồi mà kéo xe cũng đều luôn. Có coi có nói dây á cụ, em nói cái dây vô cụ ơi. Ai ai. Ui ui ui. Ghê quá, tính ra này tụi mình biết trước cái cung đường này nó khó khăn là tụi mình đã. Đó, ok. Ở đây xem em nhổng đầu nè. Nhổng bền em. Rồi Blue sao mới lên đây? Đốt. Nhồi. Đợi nha cụ. Lục lạc hết á. Em thắng cái đó là nó dở đầu em nha cụ. Đó. Cụ ơi. Rồi đâu. Em có dây không cụ? Em nói qua bên kia giùm anh cái cụ ơi. Rồi đâu. Sao con xe cụ nó lên đầu tôi nó ngồi luôn rồi. Cô ơi là cô. Em gọi anh đầu ông vô xin bất lão cô. Bây giờ em đạp ga em lao xuống dưới giật luôn giùm anh đi cô. Một hồi em lên với bả. Chứ vậy sao anh đi. Xe mới mua lắm. Rồi. Mới mất biển luôn á. Chị ơi. Còn hơi nó xuống lấy rồi. Lấy cô đi em lấy cô. Chị đi em lấy cô ơi. Thì bây giờ để mình đi cái đã. Chị dưới con xe này mình nhích vô ve nhìn đập cái bọc. Cái tiếng kéo ra anh. Rồi con xe bả nhìn ảo bả chưa. Lên cô. Để đổi. Rồi xe này nó đẹp. Cái gì cục ở đây vậy? Từ từ. Gì vậy?
Trời ơi. Đi luôn đi bạn, đi luôn đi bạn. Nó buồn. Phải đi luôn chứ. Thiệt cái chứ. Nó đèo với cái kiếm mình kìa. Có con xe không mà nãy giờ bị đè 4-5 lần. Bắn leo đầu leo cổ. Có, cuối cùng nó đè xe mình rồi các bạn. Cái gì chỗ đúng đỉnh luôn, cái gì chỗ đó cái gì. Ờ, cùng nó dính cái xe anh nè. Cụ nó dính cái bánh xe rồi. Cụ em có thể nào siêu thoát được anh. Giúp anh đi cụ ơi. Rồi được rồi, được rồi. Cụ siêu thoát đi cụ. Cụ ơi đừng đè đầu em cụ. Nhà đó cụ, chỉ cứu cụ rồi đó cụ. Đừng nhả ga nha. Nó trơn quá, nó trơn quá. Đừng nhả ga nha. Anh đâu nhả ga đâu. Trời ơi, là anh em cụ lắm. Sao 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 được 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 được, anh cần tròn được, anh cần tròn được, anh hội rớt cục đá luôn kìa. Mình nên tìm kiếm người khác không chi? Anh cần tròn được, anh không có cần không có cần dây, anh chỉ cần cái dây cái đạn mà lên dễ qua qua rớt anh đó bạn. Lộn lộn lộn. Đi được luôn, được để tôi đi trước cho luôn ơi. Đi được. Có kinh nghiệm đi trước cho. Chị xoay bánh sau rồi chị quay đầu á. Đúng rồi, quay đầu quá. Giống trong được GTA 5 bạn làm á bạn. GTA 5 xoáy bánh á. Xoáy bánh. Xoáy bánh. Tiếng kem. Chấm chữa. Đường gắt thiệt luôn á các bạn. Nè 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 nè. Xoáy hổng rồi. Ơ kìa 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 ơ kìa kìa ơ kìa ơ kìa. Nắm dây trên đây đâu quá. Có cộng dây cho nó đâu quá. Nè 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 nè. Nè rồi lên lên quá. Đừng 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 đừng. Nhá. Đi đường này xong về làm cái dàn gầm lận. Không, yeah. Em đi đường này xong mình về mình kêu là mình bán xe mình xe bao đâm đụng lội nước. Đâu đâm đụng như đâu đâu. Đâu. Chỉ có đi đi lên núi thôi. Mà lên núi là mình có nước mà chỉ có bị gì đâu mà sao bị gì nữa. Cô 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 cô. Giờ mình đưa cho thằng kỹ thuật á anh. Không qua để nó hỏi. Nó là làm ra như thế này. U chén gì rồi sao em lên. Xong rồi mình sẽ kêu là em đáng xem. Mẹ ơi mọi người ơi, chứ nóng quá. Ồ, Linh không cần nói dây luôn nè bạn. Thôi rồi, không cần nói dây luôn. Đâu qua gớt rồi Duy ơi. Bởi vậy người ta nói. Nghe thằng bánh xích đó mệt thiệt chứ. Không có kinh nghiệm, hồi đầu mình đã kêu là đừng có đi bánh xích. Khoái lắm bánh xích đồ. Lần bánh xích đồ. Khi nó dậy ra nó tháo bánh xích luôn. Giờ chứ này để bánh xích nè, này để bánh xích cho chúng tôi nè. Tay thằng đi luôn. Bỏ nghe chưa, bỏ nghe chưa. Xích là chỉ có đi đường up god thôi, không đi đường này được đâu. A few minutes later. Rồi các bạn ơi, sau một khoảng thời gian thì Hòa nó bay về nhà, nó lột xích, nó thay cái vỏ mới luôn rồi. Còn Cù thì lột lên lột xuống mấy lần chưa lên được nha. Cù mới vừa ở gara chạy ra đứng đây mình thấy luôn á. Thì bây giờ mình sẽ đi tiếp nha các bạn. Đi. Lẹ bạn ơi. Vậy? Cái gì á? Tiếng gì vậy? Rồi rồi rồi, xe cho mạnh vô, xe cho mạnh vô. Nó đang lướt lướt cái gì đó nè. Anh có nghe cái tiếng gì không anh? Có bro. Tóm tóm cái gì vậy? Từ Zalo đường này nó cũng không gắt lắm đâu, nhưng mà nó cũng gắt đó luôn rồi. Nó kiểu như nó ơi, đạp một phát là đi luôn cái đời gì. Bởi vì đường này đi chậm thôi, nhẹ nhàng từ tốn thôi. Đường này đi xe tải mới vui anh. Đường này đi xe tải chạy sao nổi. Xe tải cái gầm á các bạn, cái gầm nó cái phần đầu nó thấp lắm, nó không có qua được những cái địa hình này đâu, nó qua là nó vướng à. Với lại cái trục bánh trước với bánh sau nó quá dài nên nó sẽ cạ ngay giữa. Má này sao lên trời. Đây bạn nhớ ra đây tôi lên cho bạn coi. Bạn nhớ ra đi luôn, lùi lên đi luôn. Ok ok. Để người chuyên nghiệp người ta làm cho coi, học hỏi nè. Lùi xuống luôn, xuống nó luôn. Ừ thôi, nó xuống nó đỡ mà sao ra. Người chuyên nghiệp là nó phải khác, các bạn bạn hiểu không? Hãy hướng mắt về con xe đỏ. Đúng rồi. Rớt cho mọi người coi. Qua sao qua. Mà rớt em được? Em kéo qua đời chị, đụng chạy qua. Đâu? Chị rớt cho mày chưa lòng mày. Ủa bà kéo qua. Mày đứng đó đi qua. Có gì mày lo chị lên qua. Con xe nè. Mà ảo ấy. Thôi người chuyên nghiệp. Người ta có vô nhẹ lần nhẹ nó nhẹ nhàng lắm luôn á bạn. Trời ơi nó nhẹ. Có vô lần nó nhẹ bạn. Phải không? Lên chị. Rồi lên đây. Đừng có đẩy hoài, chị mày biết tự lên hoà. Dốc nó hơi gắt đó nha. Từ để coi đường xuống sao nè. Con xe bánh on road play. Ừ, con xe bánh. Đừng dừng dừng ấy, bà dừng để tôi lùi ra cái. Chắc mà muốn đông quá. Tôi phải lấy góc rộng tôi mới lùi xuống được. Rồi, tắt máy luôn, xuống đây luôn, xuống đây luôn. Xe mà lưu đi nó nghe cái tiếng khó chịu quá. Ủa các bạn. Đó, trời ơi.
Rồi qua qua đường không bà? Để em xin. À, nó có bị đẩy qua đây quá vậy. Lên luôn, đúng rồi, lên luôn. Đây không một con người nằm lăn quay. Trời. Chúng ta vẫn chưa thấy dấu hiệu của chiếc xe đen. Từ từ bình tĩnh anh. Xe đen liệu có thể qua được cái ngọn đồi này? Khó dữ người ta. Mình lên đây trước cao cao cho các bạn dễ nhìn. Hóc quạt ơi, nó bự, nó lấn ra ngoài ấy. Sao rồi qua? Dòng người vô gian. Qua đây. Xe mình dựng đây mà chụp poster thì quá đỉnh luôn các bạn. Không ổn nha, không ổn nha. Ai ổn à? Kìa qua lên kìa. Đứng, ui, qua lên, dòng người, lên người lướt qua. Rồi, đánh lái lên luôn. Qua lên. Bởi biết tại sao không? Tại cái bánh của quà không dành cho cái đường này lắm. Cái bánh quà bị bự, dành cho mấy con công nông á. Thiệt, nó dành cho đường bùn với lại công nông á, chứ bánh nó cũng chưa hẳn là bánh lắp ráp lắm. Hình như vậy, tại vì nhìn cái gai nó bự lắm các bạn, nó sẽ xẻ ra. Ồ, đây quà qua đường rồi. Oh, shit. Hello ơi. Không giờ kìa. Đã chờ qua lâu quá buồn ngủ. Nhanh lâu được, nhanh thế gì. Đúng bà qua cho lâu. Không, xe bà ảo lắm. Nó không đùa. Đi bên này nè, đi bên này nè, bên này có nguyên cái đường. Đường bên kia, đường bên kia chứ. Chán thiệt luôn á. Đó, có gì. Người ta kêu mấy người nhoi nhoi hay dễ quá. Bây giờ mình nhoi như quỷ vậy. Chạy đâu gì đâu. Ừ, nhoi nhoi. Từ. Từ thôi. Chạy lẹ bạn ơi. Không có, không lẹ được bạn ơi. Trời ơi, con xe, bà nội con xe. Sao chửi nó dữ vậy? Bà đâu rồi? Bà đâu á? Dưới cái cục đất. Tự kiện mấy xe không có nâng gọng. Từ lâu. Tưởng mày bị kẹt, tao đẩy đi giùm mày hiểu không? Đẩy một cái tao xuống giật luôn á. Tự nhiên mai thấy gặp ông bà luôn á. Từ nha, từ nha, chưa, đừng có nhoi. Từ từ, thứ đuôi. Nhoi thứ nãy rớt cái thích. Dốc này cái gác nè. Mà sao làm khó được tôi. Ơi, cái này làm khó được tôi nè. Rồi, sao làm khó được tôi. Rồi, gạt bên tay đi. Xe mình không có chức năng giữ ngang dốc các bạn. Ủa, qua đâu rồi? Từ từ. Chết chưa lên luôn à. Qua đâu, tiêu rồi. Buồn thiệt chứ. Cái đường nó vậy á quà, nó rất là easy luôn á quà. Nó không có gì hạt hết trơn á quà. Easy medium luôn á quà. À, đứng máy. Non thiệt chứ, động cơ mà còn đứng rồi thôi xong rồi. Rồi lên tới nè. Rồi xin chúc mừng, còn một chặng đường dài. Ủa? Phía trước luôn. Một chặng đường ngoằn ngoèo đợi qua phía trước luôn. Gì? Còn bé Cù thì nãy giờ bé Cù đâu mất tiêu rồi ta. Cù xem như bỏ. Cụ kêu thôi mấy cái này cụ đi uống cà phê. Ê quà ơi, quà ơi, quà ơi, quà ơi. Trời ơi. Ảo. Thôi thôi. Đúng ảo luôn. Quá rồi xong. Hèn bùi nào. Quá kìa. Không thể tin được là ngoài nó làm được một cái pha mà nó đang chạy ra được riếp mấy ngựa. Giờ nó xuống dưới núi luôn. Thôi cụ. Á lộn bà. Trời tu luôn đi quà. Ai chi? Ôi. Không lẽ mình đi 4 về 2 vậy? Chắc vậy á, không, chắc gì bạn đi 4 về 1 á bạn, tôi nghĩ bạn lọt nữa giờ. Quà không, lọt không. Luôn rồi. Rồi bây giờ mình đi tiếp nha các bạn, do là quà lọt rồi cho nên là đi luôn thôi. Mãi nhớ bé quà. Thời gian không chờ đợi một ai, từ giao lưu. Nè, bà quẹo gắt ở đó đi bà lọt á luôn ơi. Đi 4 về 1 bây giờ ở luôn. Tôi xe chiến hạm bạn ơi. Rồi nha, để tôi ngó. Đường. Từ luôn ơi, bà chết, bà hại tôi rồi luôn. Tôi chưa đụng. Tôi chưa làm gì ông luôn. Bà mới ủi tôi á. Ơ ảo. Hồi nãy bà mới ủi tôi xong á. Cái này căng như người ta.
không? Được không? Được không? Rồi ok. Dòng đời dồi dàng nước. Dạ. Từ nha, cái này căng lắm nha. Tôi lại bớt cái đã. Ủa cái đèn lùi không có sáng gì không nội? Hết hồn. Đồ các bạn. Đèn lùi như chợ ma vậy đó. Trời, nó xuống tối luôn rồi. U là trời ơi. Từ. Rồi vậy sao đi? Lấy đạp hết ga phóng luôn hả? Qua có nào qua. Đâu anh? Ủa đường bên kia kìa. Trời trời. Em ra coi buổi trực tiếp giữa một con xe F150 và một con Jeep. Hay quá dữ kìa. Ê qua có cái đường tắt ở đây nè, qua. Em quay đầu lại qua. Đây đây em đang cố nè anh, em đang thử. Cái đường nó thẳng thấy nó cũng xung đột ở đây luôn á. Mà nó đâu ta? Nè, anh trên này em thấy không? Anh thấy cái đèn xe em, anh thấy cái đuôi xe em luôn các bạn. Em đi lùi lên. Em quay đầu lại. Đây đúng không? Khúc này đúng không? Đúng rồi. Quẹo bên phải. Lấy hết bên phải lên luôn. Anh thấy em nè. Nè, em thấy càng xe anh không? Đây, nè. Đó em cấm thẳng luôn, anh thấy có nguyên một đường lên luôn á. Đó là con đường thứ hai dành cho những người mà bị sa ngã. Không mà sa ngã thiệt. Không, em sa ngã thiệt luôn anh. Sao à? Bị gì nữa vậy? Cái cây nó dứa. Non thiệt. Rồi, sa ngã lần hai thì không ai cứu được em rồi. Lần đầu nó có thể là lỗi của cái cung đường này nó khó khăn, nhưng mà lần hai là chắc chắn là do em rồi. Không anh chưa, bình tĩnh anh. Hiện tại là tụi mình đang ở trên đỉnh đồi nha các bạn. Có thể là mình sẽ dừng lại mình ngủ một giấc để cho nó sáng sủa, tối sủa dễ đi. Chứ trời tối này dễ nguy hiểm lắm các bạn. Lưu qua đây Lưu ơi. Chào tối sủa. Chào qua đây Lưu. Ở đâu? Nè. Ừ. Ủa sao mới đem đi lẹ vậy? Ủa chứ. Có nằm trên giới có chút xíu. Tôi đi bò lắm luôn các bạn. Rồi đánh vào đây, hồi đơn giản mà. Ok bây giờ mình sẽ chợp mắt trên xe ngủ giấc nha các bạn. Xong rồi đợi trời sáng rồi mình sẽ đi tiếp cho các bạn ha. Ok, sáng rồi các bạn ơi, bây giờ đi tiếp thôi. Hiện tại là mình đang rất là gần tới cái đường ngã ba chỗ này ha. Và từ ngã ba này mình sẽ quẹo vào đây. Có thể là mình sẽ gặp được Hòa với Cù nếu mà Hòa với Cù chơi đường tắt. Có thể rồi các bạn. Ê, tính ra là ngay cái đường đó. Mình đối đường này đâu, đi đường dưới này mà. Rồi đi nha, đi luôn không? Đi, nào mời bạn đi trước á chứ tôi xúc bạn các bạn đi à. Từ bạn. Bạn đừng nghĩ xe bạn mạnh là bạn láo nha. Chào. Bạn lấy hai bánh không cho mượn nè. Thôi bạn ơi, ai mà thèm bạn nè, ơi nè. Đi upgrade không bị bể bánh bạn ơi. Rồi xin mời, đừng để đi 4-1, nhục lắm nha bạn. Nhục lắm nha bạn. Tôi lo được hết. Thấy tôi mạnh không? Thấy gì? Gì? Tôi mạnh không? Không. Tôi mạnh không? Xe dành cho trẻ trâu. Nó mạnh không? Có mạnh có không? Láo. Mạnh không? Láo. Trâu đi trước bây giờ đừng có láo mày. Hình như mình tới cái đoạn ngã ba rồi đúng không? Rồi đúng rồi. Mày ở đây luôn. Ui, thấy mày rồi luôn rồi gì? Mày gì? Ui đẹp quá hả? Trước mặt kìa. Bên phải gì tí kìa, mày một văn lối. Thấy chết liền luôn á. Mắt bé nhìn sao mày thấy mày được hay thiệt chứ. Ủa thiệt chứ bữa ông ban tổng cũng thấy, làm cũng thấy. Để coi đường đi xuống ở đây là nó có một cái đường. Nó có rừng cây phải không vậy trời? Đi đây, quẹo xuống đây, quẹo xuống đây, cắm thẳng xuống đây. Thấy nó hơi sai, nó trên trái sao á. Cái trái là hồn nằm dưới. Trời ơi, chậm dữ bạn. Bạn upgrade mình đi nhanh cho đá nó bắn vô cho nó cạ cầm hay gì bạn. Ủa sao cấu đường bạn đi đường tắt à? Đường đó. Ừ. Lũi xuống, ai da. Ê cái đường này đất nó vậy? Trời sao? Nói mà đi 4-1 là đúng rồi. Cắm rồi. Xe này mình xước thôi, hồi về đánh miếng bát lên, sơn lên là xong mà không sao đâu. Chưa dĩ chân á. Ông ta cầm thẳng vậy. Đường này đây nó lúng lắm nha. Có hai thằng kia đâu? Hai kia lợp nãy giờ lâu lắm mày. Nữa đừng đè lên cái đầu lên. Có cái đè đầu với cái thùng đè hoài thiệt luôn. Đừng có cái thùng lật bây giờ. Ủa cái đường này nó bị lúng ấy, nó xả lắm. Lúng ghê lắm.
đất này là đất mềm, đất này dễ cạp. Bạn nào cần cạp đất thì liên hệ mình xúc miếng về mình bán. Ủa nó lúc bánh xe ghê quá. Nè xuống đây là gặp quà nè. Rồi bạn lưu xuống chưa? Sao giờ có cần trợ giúp không? Cần. Cho đời má được thôi chứ ba được nhiêu này. Ghê. Rồi xuống đây bạn, xuống đây, bạn xuống đây. Bạn gặm cỏ hơi nhiều, bạn để đóng đất cho tôi. Không bạn ơi, do đường nó mềm á bạn ơi. Thôi thôi. Thôi. Thêm nó chạy chậm. Những xe nó láo thiệt luôn á. Nào, nào. Giỡn với lùng không? Thôi nhường. Ủa mà đường này giờ còn gì nữa đâu sợ. Ê mà thôi xem móc xe tôi. Nãy tôi nằm lên người không? Cái đường này cái đường này cảm giác giống như là nó bị lúng cái kiểu mà cát xót luôn các bạn. Kiểu xe mình chạy nó lúng nó sập xuống phát luôn á. Trời hết rồi đó. Rồi lúng lúng ở đây tôi đang đăng Facebook á. Vẫn còn. Sao cũng có cũng không vậy ta? Lúng mấy chỗ này dễ bị chụp hình đăng Facebook lắm. Trời. Đéo thấy không? Đéo. Trời ơi. Giống bên dưới bạn. Nó lúng xuống, nó cắm cái mỏ xuống dưới luôn. Đó, làm sao được. Nó lúng cái bên trước dữ quá. Nè, nó lắc nè. Ngồi bên trong mà nó lắc nè. Trời ơi, nó lắc kìa. Ơ kìa, sao chiếc xe nó? Ơ kìa. Sao mà đỡ cái này kìa. Mà chiếc xe nào lỡ cái gì? Này lỡ ăn no là coi như là đi. Ủa quà kìa. Tính ra là tao không thấy ông chạy, tao thấy ông cấm gian không có mày. Ủa, đang chạy mà. Ông cấm gian không à. Rồi, bạn chạy xuống đây luôn, bạn chạy xuống đây. Một chi nhiêu. Mới chạy bình thường kìa. Dìm chiến vậy, tao không cấm gian không à. Tao lùn, chứ tao mạnh lắm á. Đừng có ủi nha luôn, đừng có ủi. Để tôi tự thân vận động. Bên tôi thấy ông đâu có chạy đâu gì. Bên tôi là thấy ông hút. À, giống như cái hồi mà thấy con quà nó xuống dưới nước đúng không? Đúng rồi, ông chạy. Lỗi á. Ghen quà cho nó thành cái xấu luôn kìa. Nhìn thằng quà khác có cái xấu không? Xấu à. Kìa. Như thằng quà nó bị lúng rồi mọi người ơi. Có đâu. Kìa. Chạy hướng đi quà. Kìa bà thấy nước nó tú ra mà quà nó vẫn đứng yên không? Mà sung là có. Sung. Cái xe. Đâu đó. Đâu hết. Liễm luôn. Đâu hết. Kìa cụ nó tới rồi kìa. Mình xuống đây qua cái con xuống này là mình gặp cụ rồi. Cái gì vậy? Không tới hả? Chọn là đi vô. Thấy không? Người thông minh ai mà đi cái đường đó. Ông chạy thôi nhìn nó mất. Ê quá ơi, từ từ quá. Rồi. Gặp cô ok. Ủa chứ phải mình đi heo con suối này, mình đi xuống hả? Bạn muốn đi thì bạn đi, chứ tôi thấy xe bạn nó chìm liễm luôn á bạn. Cái đó là tôi muốn rửa xe thôi bạn ơi. Rửa xe, ok, rửa nội thất luôn hả bạn? Đúng rồi. Thường tôi chỉ nghe người ta kêu rửa xe với lại vệ sinh nội thất thôi, chứ tôi chưa nghe cái cụm từ mà rửa xe, rửa luôn nội thất nha. Do ông không có đi nhiều, không có biết ông ơi. À tại tôi không có xe hơi bạn, quên. Đúng rồi. Nhà nghèo bỏ máy keo rồi, xe hơi đâu ra mà đi không biết. Và đi đó lập các bạn. Này nó mở cái gì? Chơi. Từ đó đường nó đã chật hẹp rồi đường. Anh ơi, phía trước lúng nhiều lắm anh ơi. Ừ, sao đâu, cố gắng mình vô cái làng văn hóa. Không, cái này là gì ta? Rồi, nè, nó bắn nước lên kìa. Okay. Hay quá, có cù mở đường. Cô gái mà. Trời ơi, nó bắn nước như vậy. Xe bằng luôn phải cho người ta. Đó, như trường hợp này bây giờ mới cần bánh xích nè. Bây giờ hoài với cù lấy bánh xích gắn vô đi. Không, hồi nãy đâu cần bánh xích đâu. Hồi nãy ông rách đâu cần bánh xích đâu, gì vậy? Dạ, ông mất cây luôn rồi, ông ơi. Dữ quá. Con xe mình nó khỏe các bạn. Ý, đợt này nó ra hai cấm khó mà nó ra cái hơi đứng rắn rắn nè. Rồi, hả bạn? Quý bà nó cấm đập kìa. Quá. Thằng quà nó cấm cái đầu nó trọng đích lên trời kìa. Cái bô nó còn ra lửa nữa kìa. Ôi, xe lại ra lửa luôn kìa. Nó nẹt lửa. Nó nẹt cái lửa. Ôi, bị gì nhiều quá. Rồi xong. Ủa, nó ra lửa luôn kìa. Mua lửa cho anh xem nha quà. Mọi người, mình có xăng rồi mọi người. Ở đây không có nhương xăng. Hả, anh có xăng này? Xe nó chưa xăng. Kìa, anh rồi em. Em anh có xăng này, lấy không em? Không phải cho miếng xăng, muốn láo nha. Đây, đó, rồi. Em muốn lấy xăng không? Em muốn lấy xăng không? Em chạy ra đây. Rồi, cho miếng nữa nè. Nó qua làm như bạch bạch rồi hả? Quà nó còn xăng mà ta. Xe quà nó bị dư gì á. Dư xăng, dư xăng. Thôi lẹ lên, nó bắn pháo hoa mà hồi nổ hết nguyên đám bây giờ. Chưa qua Tết rồi mà nó bắn pháo hoa.
trễ rồi qua. Vậy chưa qua Tết bắn hoa. Đâu, qua Tết rồi bắn trễ. Bắn chạy nó bắn, nó chạy nó bắn. Đùng 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 rồi. Đi qua chị dẫn qua đi qua. Cái nhỏ đang bắn cái phát, cái nhỏ thắt bắn luôn. Đó đó đó. Có ai có thằng không, mày phết thằng rồi. Ai ai có thằng tiếp bả đi. Hôm nay mày mập chứ mày. Mày mới ăn thịt không vịt đúng không? Ai có thằng không tiếp cụ kìa. Alo. Ai có. Xe anh có nhưng mà anh đi xuống đây rồi. Cụ có thể lết xuống đây được không cụ? Rất hân hạnh được đón tiếp em. Giờ mình đợi mình tiếp xong cho cụ cái rồi mình tiếp tục hành trình nha các bạn. Chậm chạp quá bởi vậy xe yếu mà. Mua đời mới đi, tao bán đời cũ tao mua đời mới lúc nào cũng ngon. Hai đếp ha. Đời mới là thiết kế đẹp nè, máy mạnh nè, công nghệ mới nè. Hả? Thiết kế đẹp là sao? Thiết kế đẹp. Xe quả nó bị gì rồi? Xe quả nó chạy nó nổ lửa kìa. Quả em kéo cụ lên kìa quả. Ý là đời mới nó bị dư xăng á. Không anh ơi, em đang níu kéo thùng xăng, em đang níu kéo thùng xăng. À đâu? Bây giờ ai chạy xuống đưa xăng được mà, thì mình có thể tắt xăng trong người mình ra đưa cho người ta được mà. Được mà. Sau bao lâu thì con xe đỏ đã lên, bây giờ mình sẽ đi tiếp nha các bạn. Đoạn đường còn khá là xa luôn á. Ồ, dựng đây cho đã, bây giờ lúng luôn rồi. À, mình đi băng qua cái, từ cái đường của mình là mình sẽ đi, à đúng rồi, đường bên đó. Tại vì mấy thằng mà đi sau cùng kia là sẽ ăn hú gà. Quả đi nhìn đám đường luôn kìa. Ôi cái đường kìa, nó phá đường kìa. Quả. Thằng Quả nó vừa đi nó vừa phá đường mà nó vừa còn nổ bụp 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 nữa chứ. Nó nổi luôn à. Gặp đếp nó sao nó bẹt 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 bẹt. Anh đây sao giờ anh cắm ngang luôn rồi. Các bạn ơi, đường mình mắc mớ gì mình đi đó chi mấy bạn. Trong này mình có đường mình đi được rồi mấy bạn. Em mở đường mình đi đi chứ. Cái đồn xe bằng khỏe mà bạn. Kéo tôi làm chi. Quỷ phá rồi. Đừng bạn, cứ thử cắt bạn thôi. Ủa cái đường này nó gắt như vậy. Ủa nó tốt này à. Đi em. Đi mà xe ngang quả nó nổ bù bù hoài luôn á. Em có thấy tốn xăng không quà. Xe xỉn nó vậy á. Mắc mớ gì nãy chạy bình thường bây giờ nó nổ ghê vậy. Em cũng anh biết. Mày nghĩ nó lăn mấy vòng xuống núi vậy? Nó chắc nó còn nguyên à. Ờ he. Quên he. Tại nghĩa bạn không móc dây ra đây nha. Tôi nói hết nổi nha bạn. Đi chuyến này về kêu xe chưa từng bị gặp nước bao giờ. Bán luôn á. Không chứ xe này là bao đi địa hình xe ngon lắm. Xe khỏe, xe đầm chắc. Rồi máy bốc khỏe. Dạng chân còn êm đi mới có 2.000 cây à. Đi trong cà phê cà pháo 2.000 cây à. Chưa có từng kéo ai. Hỏi sao biết. Chưa có từng đi rồi biết. Chưa có từng gọi là cẩu kéo ai. Chưa từng đi tắm biển. Đi khi tắm sông thì có chưa thôi là, nè. Chưa bao giờ lên cầu nâng. Ừ, chưa bao giờ lên cầu nâng. Lên lớp này. Máy bốc khỏe, trẻ, ngon. Đó. Vũ sẽ cho các bạn xem nó sẽ lắc cái xe lắc nó lắc upright bình thường mà ngồi trong xe nó sẽ như này nè các bạn nó nghiêng luôn nhưng mà không thấy đường chạy phải như kiểu này mà lỡ ăn no á được luôn lỡ ăn no mở cửa cho em xuống thì nãy thở bẩn gì ta là sao đứt ở đâu á tại nãy giờ chui vô cắm vô mà không thấy nó đâu có thở đâu mà nó vẫn thở được nè ôi nghe đứt à rồi con đứa bị kẹt luôn ai ạ bạn á táo thứ chào bạn chạy cho lẹ á phải không chậm quá à tôi còn thấy cái nhà hàng nữa còn vậy mà nãy có đứa nó móc dây vô nó đợi mình kéo đi cái đó là cái chị có thấy ông cắm nhà hàng không chị đủ thứ điêu vậy chị có thấy ông cắm nhà em với ông chị cắm hết hơn lâu nó bị bút á nó vô mấy khu này nó bút á nó vô cắm không ơn nữa thường nó bút rồi bạn ơi nay chưa là bớt luôn ha chứ phải bút nó khẽ kìa bé khẽ tôi kìa bé đến liền người ta phải là bút người ta phải là bút lộn không có lộn không quay cho cái chén vô đầu bây giờ không có chén thì mình có Windows mới tao win bye bye vậy Windows mới Windows Philip rồi sắp tới này nè ở đây mình có một con xe ủa đây có con xe này nó kéo được nè cào nó mà lúng chứ gì ơi cái đường từ đây lên cái làng á mọi người nó lầy nó lội nó này là đi vô làng lầy á ta
Làng Lầy, tên làng hay dữ. Làng Lầy. Ta là làng Cù Lần, này là làng Cù Lầy. Làng có cụ có bị lầy không cụ? Con cụ ở trong lầy. Cụ có bị lầy không cụ? Không, cụ có lầy, cụ có lầy. Cụ vừa lầy mà cụ vừa nhây nữa. Cụ vừa dơ nữa. Cụ còn dơ nữa. Đó, đó, các bạn nghe không? Cụ dơ à? Tâm sự tuổi đôi mươi nói hết trơn. Mà chim đi biển. Ta cái đường gì mà nó cứ lên xuống, nó cứ lên xuống. Nhắc vô gì rồi sống hoài. Đường này lúc trước là suối nó chảy nè, xong rồi bây giờ ở trên kia nó ngắt nước rồi, nó tắt cái công tắc nước rồi, nó phá dòi nước là cho nên bây giờ nó hết chảy đúng rồi. Thì á nó dưới này nước đất ở trên này nè nó mềm nhũn à. Mềm giống như cái giới tính của con đép vậy á. Hợp lý. Liên quan. Bởi vậy chảy các bạn thấy không? Nó bị lún, nó lầy nãy giờ nè. Rảnh lắm ha, gì cũng biết nó giống sao, kiểu sao gì cũng biết trơn á, mà thua bạn. Mày không biết đều bạn. Sao mà không biết bạn? Đây đi đường nào ta? Biết đều lắm á. Hai hàng thôi đi một hàng ta. Nhanh chứ bạn. Trời ơi, bạn đâu rồi? Bạn đâu rồi? Chậm chứ bạn, sao tốt chứ chứ bạn. Sao không đúng, tôi chào bạn, thấy bạn lâu quá trời. Xe mình luôn có giật ghê quá. Vậy là chị. Về nhà rửa xe thấy mẹ luôn. Này giờ về lội nước rửa giờ về bán luôn, mình đăng bán luôn, mình kêu là xe đã qua một tour cực kỳ gian nan. Chị ơi, cái xe không có xịn xịn giúp quà rồi. Xe đi một tour duy nhất, một tour duy nhất. Đúng rồi, một tour duy nhất luôn, 2000 cây. Trời ơi. Không có sụp ổ gà luôn. Mày kêu là ổ gà gì này ổ. Mày ổ gì sụp lên cái này mình đang chạy khủng long. Cán ngang cái bục khác mình sụp long. Còn cái này người ta gọi là nhẹ nhàng đi vào. Nói vậy làm cái gì? Đây bạn bè, bạn tự đi đi. Tôi đi được hết. Như cái bô của này nó móp móp rồi đẹp hơn. Nó bị hư rồi, con đó bị hư rồi. Bô của anh nó bị hư rồi, con quỷ. Ê, đừng có thấy đẹp trai rồi cứ dựa dựa mà thế. Bây giờ bạn dựa tôi hơi bị nhiều luôn á. Lần thứ 3 rồi đó bạn. Hai. Người ta mới ra cái dựa dựa à. Mới ra đó. Bạn nhiều lần nó tự quay nè. Nó đi dỗ mụi là được anh. Đó. Nó tự chạy luôn nè. Các bạn nhìn nè. Công nghệ tự chạy. Trời ơi, mình đang vuông vô lăng luôn á các bạn. Đỉnh chưa? Đỉnh chưa? Ơi. Cái đường vô cái làng cắt dữ vậy. Áo đường. Này có chớp như là người dân ở trên làng nó bay xuống không hay sao? Đi máy bay không à? Đi máy bay dưới đường này. Trời ơi, nhoi dữ vậy mày. Tôi đi trước luôn á. Bay nhoi hả tụi bay? Bay lại không chạy trước đi. Đúng nhoi luôn á. Sao nghe tiếng nổ bụp 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 ở đây để vậy? Mày á, của mày á. Đó đâu bạn, xe mình không có bị dưới chân đâu. Của bạn á. Nghe mình tới làng đầu tiên. Cái làng chắc là mình có nhà duy nhất. Lẹ được chứ. Làng. Cái làng luôn hả? Có cái làng nhỏ nhỏ nhà mẹ. Một ngôi nhà duy nhất. Nè, đó có cái làng nè. Cái làng được đúng xe giống xe buýt vậy. Cái láng á. Cái nhà nè. Ở đây mình có được xe gì ta? Mình có được một con trời 88 luôn kìa. Ôi ôi. Hàng gì đúng rồi, ở đây ta đi con này mới ta mới lên xuống đây nó dễ dàng á. Bảo sao? Ngoài ra còn có hai con xe cỏ nữa nhưng mà nó xanh cỏ luôn rồi các bạn. Hiện tại là mình đã tới được làng rồi. Ngoài ra thì còn ai nữa đây? Đây là cù. Cù với con kẹt đây. Cù xa vậy là quà. Quà đang cố gắng còn một đạn lên đây nữa. Rồi ok, coi như là mình đã tới được điểm đó nha các bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi tập hôm nay của tựa game SnowRunner. Và hẹn tập sau. Thì tập sau mình sẽ có thể đi cái map lại tiếp, hoặc là mình sẽ tìm một cái map mới cùng với những phương tiện mới nha. Nếu các bạn thích cái series game SnowRunner này, nhớ đăng ký kênh mình cũng như like video sau đó với mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn. Bye bye.